cáo phó cha lui Nguyễn Văn Hạnh. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi. Gioan chương 3 câu 30, cáo phó. Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô khổ nạn và phục sinh, tu viện Thánh Vinh Sơn Liêm xin trân trọng kính báo cha lui Nguyễn Văn Hạnh. Sinh ngày 1 tháng 9 năm 1949 tại Hương Khê, Hà Tĩnh, giáo xứ Thổ Hoàng, giáo phận Vinh. Đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, đã được Chúa gọi về nhà cha vào hồi 16 giờ 50 phút ngày 6 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 73 tuổi. Chương trình tang lễ thứ 3 ngày 7 tháng 6 năm 2022, 8 giờ nghi thức tẩm liệm và nhập quan. Thứ 5 ngày 9 tháng 6 năm 2022, 8 giờ nghi thức tiễn biệt và thánh lễ an táng tại giáo xứ Mân Côi, Gò Vấp. Sau thánh lễ, cha cố Louis sẽ được đưa về an nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Dòng. Trong tình liên đới và hiệp thông, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cha cố Louis sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Cộng đoàn tu viện Thánh Vinh Xuân Liêm chúng con xin hết lòng cảm tạ. Thay mặt tu viện Thánh Vinh Xuân Liêm, tu sĩ Du Xe Đặng Văn Tình. Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn.